đó là giống như cái đó là một cái sự cam kết mình là tôi là tôi phải làm được bằng mọi giá phải làm được không tự tin được cái đó mà có những người sao ta vẫn đăng lên chơi rồi nó lại biết được của mình biết mình đi chơi đăng lên cảm thấy nó ngại ngại sao chấm tôi phải làm được chấm 7.7 cái gì 0.77 77 rồi một bên đây dán vô từ chùa về rồi cắt ra là 77 70.7 70.7 cắt ra cho nó đẹp cắt ra cái cho nó đẹp làm lại cái gì đấy rồi giờ nó kiểu thước nó bị gì lỗi gì à, số lớn số nhỏ nó lộn xộn LC chứ không phải CL LC mình chỉ sửa lại thôi em không biết sửa sao hết.